Kính chào quý khán giả và quý bà con, Ánh Nguyệt và Khánh Tường rất vui được đồng hành cùng bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc, hôm nay ngày 7 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng phát triển hệ thống vườn ươm công nghệ cao với nhà lưới, nhà kính hiện đại. Chuyên môn hóa trong sản xuất, nghề nuôi tầm con cho giá trị cao. Giải pháp để nông dân sống được với cây bích thái. Con số hôm nay, Việt Nam đang phải nhập trên 60% khoai tây để chế biến. Chuyện nhà nông, chia sẻ từ chuyên gia về các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển cây khoai tây bền vững. Thưa quý vị và quý bà con, mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Thưa quý bà con, hiện trên địa bàn huyện Bảo Lâm đang có khoảng 10 hecta vườn ươm các loại, trong đó có 5 hecta đã sản xuất theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao với nhà lưới, nhà kính hiện đại. Hầu hết những vườn ươm công nghệ cao này đều được bà con nông dân đầu tư bài bản từ nhà kính đạt chuẩn, hệ thống tưới tiêu để đảm bảo sản xuất ra những cây giống đạt chất lượng cung cấp cho thị trường. Các loại cây giống mà những vườn ươm này sản xuất chủ yếu là các cây trồng đặc trưng của địa phương như cà phê, sầu riêng, bơ cao sản và một số ít sản xuất các giống rau hoa. Hầu hết những vườn ươm công nghệ cao của Bảo Lâm đều đạt tiêu chuẩn cơ sở về sản xuất cây giống và được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cấp chứng nhận. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến nghề dâu tầm. Thưa quý bà con, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà hiện là một trong những địa phương có diện tích dâu tầm lớn nhất ở Lâm Hà. Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, hiện toàn xã có hơn 300 hecta dâu tầm và diện tích dâu tầm đang ngày càng tăng lên. Mỗi tháng, nông dân ở đây nuôi khoảng một hộp tầm con trên một sào dâu, với năng suất trung bình 50 kg kén trên một hộp một sào. Mỗi tháng, xã cung cấp ra thị trường 150.000 kg kén tầm trắng. So với cà phê, thời gian phát triển lâu dài, thu nhập mỗi năm dồn vào một vụ, thì dâu tầm đem lại thu nhập hàng tháng. Chỉ với 1 đến 2 sào dâu là đã có thu nhập mỗi tháng từ 7 đến 15 triệu đồng. Hiện Đông Thanh vẫn đang định hướng cho bà con nông dân thay đổi sản xuất và đã thành lập tổ hợp tác để liên kết sản xuất giữa người nuôi tầm và các nhà ươm tơ do hội phụ nữ làm chủ nhằm giúp bà con tìm đầu ra ổn định để yên tâm sản xuất. Với nghề nuôi tầm, trước đây người nuôi tầm phải tự mua trứng về cho nở tầm con rồi nuôi trưởng thành, thời gian lâu và tỷ lệ hao hụt khá lớn. Nghề tầm phát triển, việc ấp nở nuôi tầm con được chia thành từng khâu riêng biệt so với nuôi tầm lớn. Nhiều hộ nông dân nắm bắt được cơ hội này đã chuyển hướng sản xuất, chỉ tập trung vào nuôi tầm giống hay còn gọi là nuôi tầm con. Mỗi lứa tầm con nuôi từ trứng tới ngủ tuổi 3 là 12 ngày. Sau khi tầm ngủ tuổi 3, tuổi 4 thì có thể giao cho người nuôi tầm. Tầm ở tuổi này dễ nuôi, ít chết, 17 ngày sau sẽ kéo kén. Dâu để nuôi tầm con thường là giống VA201. Giống dâu siêu cao sản, phục vụ đủ cho nhu cầu các hộ chăn nuôi. Một hộp trứng giống có giá 250.000 đồng. Sau 12 ngày, tầm ngủ tuổi 3, tuổi 4, giao lại cho đại lý hoặc người nuôi tầm với giá 320.000 đến 480.000 đồng một hộp. Với nghề nuôi tầm con, mỗi hộ chăn nuôi có thể mang về lợi nhuận trung bình 10 triệu đồng một tháng. Liên tục chương trình, giải pháp để nông dân sống được với cây bích thái. Con số hôm nay, Việt Nam đang phải nhập trên 60% khoai tây để chế biến. Chuyện nhà nông, chia sẻ từ chuyên gia về các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển cây khoai tây bền vững. Xin được tiếp tục nội dung chương trình hôm nay với những thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình sản xuất đáng quan tâm của bà con nhiều địa phương. Thưa quý bà con, tại tỉnh Gia Lai, theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đắk Pơ, tổng diện tích cây na dai tập trung trên địa bàn xã Cư An là 16,5 hecta tại 10 hộ dân. Trong đó, 11,5 hecta đang cho thu hoạch với năng suất ổn định, khoảng 8 tấn 1 hecta trong thời kỳ kinh doanh ổn định với giá dao động từ 15 đến 40.000 đồng một ký. Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay, khả năng khô hạn xảy ra là rất cao. Chính vì vậy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những biện pháp được địa phương chú trọng thực hiện. Cây na dai là lựa chọn phù hợp cho vùng núi đá lửa, vùng đất dốc cao, ít nước tưới.
Trong năm 2019, huyện Đắc Bơ sẽ đầu tư 540 triệu đồng để khảo sát, đánh giá đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng, khu vực núi đá lửa, xã Cư An với diện tích 300 hectare. Sau điều tra phân tích mẫu đất, sẽ có đề xuất phương án phát triển và các giải pháp phát triển cây trồng, trong đó có cây na dai một cách hữu hiệu. Thưa quý bà con, tại tỉnh Đắk Nông, trong thời gian gần đây, nhiều hộ nông dân trồng cây dược liệu như gấc, đương quy, đinh lăng ở huyện Cư Rút đang đứng ngồi không yên vì vườn cây đến lúc thu hoạch nhưng không có đầu ra. Dù không trong quy hoạch phát triển nông nghiệp, nhưng việc phát triển cây dược liệu góp phần làm phong phú cơ cấu cây trồng của địa phương. Điều đáng nói là sau khi bán giống và cam kết bao tiêu sản phẩm, nhưng đến thời kỳ thu hoạch, các công ty đã không trở lại thu mua, gây thiệt hại về kinh tế cũng như tâm lý hoang mang cho bà con nông dân, khiến nhiều người nghi ngờ là có dấu hiệu lừa đảo. Cùng với đó, do chưa có kinh nghiệm chăm sóc nên các loại cây dược liệu trồng liên kết phát triển kém, không đạt chất lượng, bị thương lái ép giá. Chuyển đến một câu chuyện khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý bà con, trong chương trình gần đây chúng tôi đã đề cập, các con số thống kê cho thấy hiện diện tích mít thái cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã lên đến hơn 60.000 hectare, tăng hơn 100% so với năm ngoái. Và con số này đang tăng lên từng ngày bởi nông dân nhiều tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Đồng Tháp, đang nhanh chóng chuyển từ lúa, các loại cây ăn trái khác sang trồng mít thái. Nguyên nhân chính là do loại cây này đang mang về siêu lợi nhuận, giá mít thái thường xuyên ở mức cao, chi phí lên vườn cũng khá vừa sức với nhiều nông dân. Do đó, dù có khuyến cáo không nên tăng thêm diện tích, nhưng người dân vẫn trồng. Trước thực trạng trên, một số địa phương đã giúp người nông dân có thể sống được với cây mít bằng một cách khác. Chỉ 3 tháng đầu năm, tại xã Mỹ An, huyện Tháp 10, đã có khoảng 100 hectare chuyển từ đất lúa sang trồng mít thái. Diện tích bỏ ruộng lên trồng mít được dự báo tiếp tục tăng, bởi hiện nay giá mít dao động từ 30 đến 60.000 đồng một ký. Người trồng đã có thể bỏ túi từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng một hectare. Thậm chí khi giá mít xuống khoảng 15.000 một ký, nông dân vẫn có lời hơn trồng lúa. Tuy nhiên, do việc trồng mang tính tự phát, nông dân từ làm lúa đột ngột chuyển sang vườn, nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm và kiến thức chăm sóc cây mít. Thiếu kiến thức có cái là qua cái cây, qua cái tìm hiểu về cái cây bệnh là dân mình chưa hiểu lắm. Thì qua cái khoa học kỹ thuật thì nó chưa có được đạt yêu cầu. Trước nhu cầu thực tế, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ An đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tháp 10, Đồng Tháp, tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật trồng mít thái cho nông dân. Qua đó đã từng bước giúp người dân có thêm những kiến thức, phát hiện ra những cái sai để chăm sóc cây hiệu quả hơn. Tôi vào hôm nay tôi có đi tập huấn rồi. Nếu mà trồng á, mít mà sung đàng hoàng là 14 tháng để trái được. Nhưng mà để thì để một trái, chứ sao để chèn, chứ mà để một cây mà hai trái thì nó sao là cây nó si. Giá mít thái đang phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, nhưng thị trường này không phải dễ tính. Yêu cầu chính đáng của người tiêu dùng nước bạn là được sử dụng sản phẩm ngon hơn, an toàn hơn. Trong khi đó, người dân vẫn đang chạy theo số lượng, nhưng chưa quan tâm nhiều đến sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là lỗ hổng lớn nhất cần ngành chức năng hướng dẫn người dân lấp đầy để mít thái có thể thâm nhập thêm các thị trường khác. Tránh phụ thuộc vào một thị trường, khi cung vượt cầu, người dân lại tiếp tục điệp khúc trồng và chặt. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. Trên 60%, đây là tỷ lệ sản lượng khoai tây nước ta phải nhập khẩu để chế biến mỗi năm. Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đánh giá, sản xuất khoai tây trong nước làm nguyên liệu chế biến hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 30-40%, còn lại đang phải nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Khoai tây ở Việt Nam hiện nay được tiêu thụ chủ yếu phục vụ ăn tươi ở thị trường nội địa, xuất khẩu lượng nhỏ sang Indonesia. Còn lại từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, Việt Nam thường nhập khẩu khoai tây từ Trung Quốc. Khoai tây có thể sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao ở vùng khí hậu ôn hòa từ 17 đến 22 độ C. Theo đó, vụ đông ở các tỉnh phía Bắc, vùng cao Lâm Đồng là những vùng có lợi thế phát triển cây trồng này. Trong đó, diện tích trồng khoai tây ở miền Bắc đạt khoảng 90-95% diện tích sản xuất của cả nước. Theo đánh giá, hiện nay, mỗi 1 hectare khoai tây trồng sau 3 tháng thu hoạch, nông dân có doanh thu trên dưới 120 triệu đồng. Đây không phải là mức thu nhập thấp. Vấn đề còn lại là tổ chức nông dân hình thành các hợp tác xã, liên kết sản xuất, tiêu thụ. Theo thống kê giai đoạn năm 2013-2017, diện tích trồng khoai tây tăng từ 16.700 hectare lên 19.000 hectare.
Mục tiêu giai đoạn năm 2018-2023 sẽ giữ ổn định diện tích trồng khoai tây trong khoảng 30.000 hecta và trong 5 năm tiếp theo sẽ nâng lên khoảng 35.000 đến 40.000 hecta. Theo đánh giá, Việt Nam cũng có lợi thế lớn về mặt khí hậu để sản xuất khoai tây, phục vụ xuất khẩu khi mùa đông ở miền Bắc rất phù hợp để trồng khoai tây. Trong khi đó, bước vào mùa đông nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc không thể trồng được. Đây cũng là lợi thế và cơ hội hướng đến xuất khẩu. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất của bà con nông dân các địa phương trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và quý bà con, phần cuối chương trình xin mời bà con cùng theo dõi cuộc trao đổi với đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng xoay quanh nội dung các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển cây khoai tây bền vững, một số vấn đề mà bà con nông dân cần quan tâm trong đầu tư chăm sóc khoai tây hiện nay. Thưa kỹ sư, đối với cây họ cà nói chung và cây khoai tây nói riêng thì bà con nông dân cần phải lưu ý đến những vấn đề gì ạ? Đối với cây họ cà nói chung trên toàn tỉnh thì chủ yếu là cây cà chua và cây khoai tây. Cái một số cái dịch hại chính đó là cái bệnh sương mai cũng như bệnh heo xanh vi khuẩn, ngoài ra còn một số cái sâu hại khác như là bọ phấn, bọ trĩ truyền virus cho cây họ cà, đó là cây cà chua. Ngoài ra còn một số cái dịch hại khác như tiếng trùng giữ đất cũng như là cái sâu đục trái, cũng như là một số cái sâu xanh da láng sẽ gây hại và làm cho giảm năng suất cũng như là chất lượng. Vâng, với những thông tin mà kỹ sư vừa chia sẻ thì bà con nông dân cần phải lưu ý những giải pháp nào ạ? Thì để quản lý tốt các cái đối tượng dịch hại như trên thì bà con nông dân cũng cần phải quan tâm một số cái biện pháp. Thứ nhất là chúng ta cần phải có cái chế độ canh tác hợp lý, trồng mà những mùa vụ cho nó phù hợp để né những cái dịch hại bùng phát cũng như là các cái đối tượng mà gây hại theo mùa vụ. Đối với cây khoai tây thì hiện nay cái việc mà phát triển công nghệ sinh học trong cái vấn đề nhân giống thì đã tạo ra những cái giống mới cũng như là giống kháng bệnh và vừa cho năng suất cao cũng như là cái chất lượng tốt, thì được trung tâm khoai tây nghiên cứu và chuyển giao cho bà con nông dân để trồng tại các vùng mà cái phù hợp với cái cây khoai tây phát triển, đặc biệt là vùng Xuân Thọ và một số vùng như ở Đương Dương để cho năng suất, thì cũng đã hạn chế được một số cái dịch hại. Ngoài ra chúng ta cần phải thường xuyên và thăm đồng cũng như là việc bón phân cân đối để mà cây họ cà phát triển tốt hơn. Thứ ba là chúng ta phải phát hiện kịp thời các cái dịch hại, đặc biệt là bệnh sương mai và vào những cái thời điểm ẩm độ cao cũng như là mưa nhiều thì sẽ gây hại nặng, thì chúng ta phải thường xuyên là thăm đồng để phát hiện kịp thời những cái giai đoạn như trên rồi chúng ta đã phòng trừ, rồi chúng ta sử dụng một số cái hóa chất và có nguồn gốc sinh học hoặc là những cái loại thuốc thảo mộc để chúng ta phòng trừ những cái loại sâu cũng như loại bệnh để mà tránh tiện lệ gây ảnh hưởng đến cái dư lượng thuốc và thực vật trong cái nông sản của chúng ta. Thì đối với cây khoai tây thì được tỉnh Lâm Đồng cũng đã xây dựng cái thương hiệu phát triển khoai tây tại Lâm Đồng, tại các vùng thành phố cũng như ở Đương Dương thì cũng đã được chú tâm cũng như là gắn các cái nhãn hiệu thương hiệu khoai tây, thì chúng ta cũng cần áp dụng các biện pháp như trên để nâng cao chất lượng, khi mà cung ứng ra thị trường thì sẽ được nhận biết dễ dàng hơn. Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ vừa rồi của kỹ sư ạ. Thưa quý bà con, qua những chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Ấn đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, chúng tôi mong rằng quý vị và bà con sẽ có được những thông tin hữu ích trong việc đầu tư chăm sóc khoai tây hiện nay. Và nội dung này cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglatva@gmail.com hoặc có thể gọi điện về số 02633829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.